Lan Vy à, đút sữa cho em uống. Vy giỏi quá ta. Chào mời con chú. Chào mời con chú. Uống này còn miếng không uống nữa, đút cho em uống. Vậy mà Lan Vy đút cũng uống luôn kìa mẹ. Thôi con đút bằng muỗng á. Bằng muỗng hả con? Chi giỏi dữ ta. Chi à. Cái bông này con biết ăn không? Dạ biết. Bông biên điện. Bông biên điện. Hay dữ ta. Được cái gao nè cả nhà. Rau này là rau ngò ôm nè, cũng mới vừa hái luôn, tốt ghê luôn á. Ờ, sáng á mấy cha con có cuốn lưới ở nhà được mớ cá nè. Hôm nay á cái lần này thì mấy chị em sẽ nấu canh chua với bông điên điển, còn cái phần cá chốt cá he thì mấy chị em sẽ kho tiêu với tép mỡ, thì mình sẽ ướp cá cho ướp mèo. Vừa thôi em, nước màu của chị sao mà kho lên cái nó sệt lại, cái nó đen như đều. Cá lộn xộn vậy đấy cả nhà, kho lên ăn nó ngon, để thêm tép mỡ nó béo nữa. Hôm nay mấy chị em lựa ra mấy con cá linh nhỏ nhỏ này cả nhà, đang nấu canh chua, cha nói cá linh nhỏ nó mềm, lựa một ít à. Bông điên điển, ngò ôm với ớt. Rồi cá em sang em cho nước mắm vô. Rồi nước em sôi nè, em vớt mè ra em cho cá vô. Cái bên này nhanh chín lắm em ơi. Rồi em nêm luôn. Vô cá nước mắm, cho muối. Được. Cho mẹ vô. Tại em cho bông điên điển vô. Rồi canh chua của em chín rồi nè, em cho ngò ôm với ớt vô.
Con đọc cho bà cô chú nghe đi, chữ gì? Chờ a cha quyền trà, đờ a đờ sắt đá trà đá. Hay dữ ta. Rồi con đọc cái hàng dưới đây nè, cái hàng ở dưới nè. Bờ a ba quyền bà, ơ hỏi ở phờ quờ 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 ê quờ ê quê. R A ra bờ a bờ ba quyền bà, cờ a cờ con sắt có, quờ a quả ba hỏi quả, N A na chờ o chở cho, bờ e bờ bê sắt bé. Hay quá. Viết đi con. Làm gì mà chị Hai viết bài, nữa con viết giống chị Hai không? Đi ra ngoài đây nè, đi giống coi chị Hai viết bài đi. Ngồi xuống, đừng đụng chị Hai nghe không? Cái em khó chính này nè, em cho tất mỡ vô. Nãy em có cho cái phần nước vô để cho nó thấm á. Em cho cái phần tép. Rồi em cho ớt với hành. Rồi cuối cùng em cho tiêu. Kho sệt sệt này cả nhà, quá ngon luôn. Canh chua với cá kho này cả nhà, mấy chị em nấu chín rồi. Rồi con xin mời cha dùng cơm, xin mời cả nhà luôn nha. Mời cả nhà ăn cơm cùng với dây đền. Canh chua bông điên điển. Mời cả nhà. Rồi mời cả nhà nha. Cá này nhỏ mà xương cứng à. Ý là lựa cá nhỏ không sợ xương bự. Dạ xin mời cả nhà nha. Canh chua đi. Cái này mà xương mềm nhai luôn đã. Cá này cá trong hầm mà. Hầm chứ nếu những nhỏ thì vẫn nhai xương. Nó mềm mập rồi.
Cái này khô rượu quá cha. Vậy là cá này khô rượu nhỏ quá. Nó nhanh mềm anh. Bắt bắt cá heo, bắt quay con ăn cái gì? Lâu quá mới được ăn cá linh vụ ba. Còn lâu quá. Mà mốt cá linh non nấu canh chua bông điên điển vậy mới đúng nha. Mấy cá này thấy vậy ăn thịt rà vậy đâu, toàn nút nước luôn chứ đâu có gỡ xương hay được. Nhưng mà nó cái mùi vị nó đặc biệt. Chưa thấy dùng cá linh non ăn nó bỏ. Nãy dưới sông mình đặt vớn có cá bóng rồi. Sao anh Việt dở được mớ cá bóng cho mình kho chung luôn. Ngon. Cắt hả? Dạ. Nhưng trước với anh ha, nước bạc mà đổ về á là bơi xuồng giấc chiều, là bơi xuồng với sông vớt nó nổi theo lục bình. Của anh là cá bóng dừa. Bóng là bóng kèo con ơi. Bóng cáp rồi bóng đen. Dạ. Bóng kèo đúng rồi, trắng bóng kèo. Không có. Bóng dừa mới bóng đen. Không, con bóng trắng này nè. Bóng trắng kêu. Cao ơi. Dạ không, bữa nay nghỉ buổi sáng luôn anh. Và để cho mấy cha con tiếp tục dùng bữa, xin phép cả nhà khép video lại ở đây. Hẹn cả nhà những video tiếp theo. Tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà.